Bài tập số 19 là cái kết quả tuyển sinh. Ta có cái bảng dữ liệu như sau. Chúng ta tiến hành thực hiện câu 1. Câu 1, tính cột ưu tiên dựa vào cái mã khu vực. Thì có 3 ký tự đầu của mã khu vực và một so sánh trong cái bảng thí sinh. Thì ta tính được cái điểm ưu tiên. Thì như vậy á, mình thấy là khu vực 1 thì ưu tiên là 0.5, khu vực 2 là 1, khu vực 3 là 2.5. Thì mình cắt 3 ký tự đầu của số báo danh, mình so sánh ở trong cái bảng ưu tiên khu vực. Thì cái hàm tìm kiếm như vậy á, là mình sử dụng cái hàm là VLOOKUP là tìm kiếm theo cột. Mình cắt ở bên trái 3 ký tự là dùng hàm LEFT. 3 ký tự. Sau đó là chúng ta lấy dữ liệu cần tìm. Mình quét khối từ B14 tới C16, mình nhấn F4. Và mình lấy cái cột thứ hai ra là điểm ưu tiên ra. Và mình tìm kiếm chính xác là 0. Hàm VLOOKUP thì chúng ta đã sử dụng nhiều rồi. Hàm này cũng khá đơn giản. Tiếp theo chúng ta thực hiện câu 2. Tính cột tổng điểm. Tổng điểm thì mình dựa vào 3 môn, trong đó là toán là hệ số 2, cộng lý cộng hóa. Tổng điểm bằng toán nhân hệ số 2 là nhân 2, cộng lý cộng hóa. Enter. C4 nhân 2 cộng lý cộng hóa. Tiếp tục ta thực hiện câu số 3. Tính kết quả thi của thí sinh dựa theo điểm chuẩn. Nếu thí sinh có tổng điểm cộng điểm ưu tiên lớn hơn bằng điểm chuẩn thì đậu, ngược lại thì rớt. Ở đây các em, kết quả thì nó dựa vào tổng điểm cộng điểm ưu tiên so điểm chuẩn. Nếu như mà lớn hơn bằng điểm chuẩn thì đậu, ngược lại là rớt. Và khi đó ta sử dụng cái hàm if bằng if tổng điểm cộng cho điểm ưu tiên lớn hơn bằng điểm chuẩn. Thì mình nhấp vào cái ô điểm chuẩn nè. Nhưng mà ô này á, nó không có chạy dữ liệu, do đó là mình nhấn F4 mình cố định nó lại. Rồi cho nó là địa chỉ tuyệt đối. Rồi sau đó nếu mà thỏa mãn điều kiện này á, điều kiện đúng thì là đậu. Rồi nếu điều kiện sai á là rớt. Rồi chúng ta đóng ngoặc lại. Tổng điểm cộng điểm ưu tiên lớn hơn bằng điểm chuẩn thì đậu, ngược lại là rớt. Rồi câu thứ 4 là điền dữ liệu vào bảng thống kê tương ứng bên cột phải. Số thí sinh đậu
thì chúng ta sử dụng cái hàm là CALIF. Mình quét khói vô đây, mình đưa điều kiện vào là đạo. Tương tự số thí sinh hỏng và số thí sinh rớt đó, mình cũng là CALIF. Quét khối dữ liệu cần so sánh, mình đưa điều kiện vào là rớt. Đóng ngoặc lại, mình có là 4 thí sinh đậu và 3 thí sinh rớt. Và số thí sinh có tổng điểm lớn hơn 27 thì chúng ta vẫn là sử dụng cái hàm CALIF. Mình quét vào tổng điểm và mình đặt điều kiện trực tiếp vào là lớn hơn 27. Mình đặt trong dấu nháy nha. Như vậy ta sẽ tính được là một em có cái tổng điểm lớn hơn 27. Các em hoàn thành bài tập trên máy tính.